ai trong chúng ta cũng mong được xem thấy phép lạ. Cũng như chúng ta mong được đi coi ảo thuật hay hát xiêm. Và phép lạ thì cái gì nó còn phức tạp hơn, khó khăn hơn và bất khả dĩ có thể làm được. Cho nên mọi người thích xem. Ví dụ qua biến cố đại hội lòng thương xót Chúa của cha tầm thường, nhiều người tôi biết đi để xem coi có phép lạ không. Nhưng theo tôi, phép lạ diễn ra ở bên trong quan trọng hơn bên ngoài. Mấy tuần sau vẫn còn có người thắc mắc tại sao tôi đi thế mà không té. Xin cái đó hỏi cha Trường Luân, cho tôi không biết. Rồi tôi cũng đã tò mò, phải công nhận, xuống tận ở dưới chỗ cha Trương Vũ Diệp để ngồi đó xem phép lạ diễn ra vì nhiều quá. Tôi ngồi đó thì tôi thấy cha Đoan dòng tên, thời đó là giám tỉnh, cũng đi xe gắn máy xuống. Cha hỏi tôi liền, ông ngồi đây làm gì? Tôi nói để xem phép lạ. Cha cười và cha nói, phép lạ sắp xảy ra, trời mình hồi hộp quá. Thế là ông mới bắt ghế ông ngồi, là người ta kéo vào xin tội. Tới trưa, tới giờ nghỉ, ông nói đấy, phép lạ. Cái đó quan trọng hơn là những phép lạ xảy ra bên ngoài. Cho nên, phép lạ của Chúa Giê-xu hôm nay, theo tôi nghĩ, đừng chú trọng tới khía cạnh tới 5 người đàn ông được ăn. Và hãy 5 người đàn ông là tôi nghĩ tới 5.000 đàn ông thì phải 7.000 đàn bà. Luôn luôn các bà đông hơn, không tin đếm trong này xem. Rồi trẻ con rồi cũng phải 3.000 nữa. Y như cái tỷ lệ của cộng đoàn mình. Đừng chú trọng đến số người ăn. Đừng chú trọng tới khía cạnh bên ngoài. Một vài nhà chú giải người Anh hay là người Úc, một vài linh mục nói thế này. Phép lạ hôm nay nó không nằm ở chỗ Chúa là một cái ảo thuật biến hóa bánh ra nhiều, mà Chúa làm cho lòng người thay đổi là vì có mấy cái bánh và mấy con cá đem theo để ăn khi đi nghe giảng, mà dám thí ra, hy sinh ra cho mọi người. Cái số đó rất ít ỏi. Con cá đây mình phải hiểu là cỡ con cá mòi của mình mà họ phơi khô, rồi họ nướng lên rồi. 5 cái bánh không phải ổ bánh mì dài như mình, cái bánh tròn tròn đó. Có lẽ em bé nào đó hay gia đình nào đó đem theo để cho mình, nhưng bây giờ phân phát ra. Cho nên qua câu chuyện sau đây, nó hoàn toàn là hư cấu. Có một người phụ nữ rất ngạc nhiên khi nghe gõ cửa buổi chiều ở một làng quê, thì thấy mở cửa ra thấy một ông ăn mặc rất sang trọng. Chị cho tôi cái gì để ăn? Mà ông có đeo một cái cặp, có vẻ cái Samsonite, giống như một nhà kinh doanh giàu có. Mà đi xin ăn, bà này mới nói, xin lỗi ông, nhà tôi chẳng còn gì xứng đáng để cho ông ăn. Không còn gì xứng đáng, có nghĩa là ông ăn mặc giàu sang như vậy, thức ăn chúng tôi rất nghèo hèn. Đừng lo, bà ơi, cứ cho tôi vào đi. Trong cái vali của tôi có viên đá thần, bỏ vào nước sôi là có đủ mọi thứ súp mà mình muốn. Là nghe, thứ nhất, bà thấy là ngạc nhiên đó. Hay quá, tính người đàn bà dễ ngạc nhiên hơn người đàn ông. Thứ hai, tò mò không biết có thật không. Thứ ba, đâu tốn kém gì, mình chỉ nấu nồi nước sôi rồi mới thả cục đá của ông vô, chưa biết cục đá màu gì. Thế là mời ngài vào. Rồi bà lui cui đi bắt một nồi nước sôi lên, thì thấy ông kia bỏ cục đá vào trong đó. Đang khi ông ấy đợi nó sôi thì bà chạy sang hàng xóm nói ngay, mấy chị ơi, đi thì có một thằng cha nó có viên đá mà có thể biến thành súp, nó đang luộc trong nhà tôi. Người đàn bà khó giữ những tin tức, xin lỗi các bà nữa. Thế là đi thông báo rồi, thế là người ta ùn ùn tới đứng coi bên ngoài, nước bắt đầu sôi. Trời, rồi cái ông nội kia khói mù lên, ông lấy cái mũ hút vào, ông nói tuyệt vời, ngon quá, là mấy bà càng thèm nữa. Rồi ông nói, nhưng mà này, thiếu tí khoai tây, ai quá góp à, nó cục chỉ cần khoai tây thôi. Thế là một bà nhanh miệng lắm, tôi có, tôi về lấy. Thế là chạy về lấy gỗ khoai tây qua, ông ấy đổ vào nếm hết ý cực kỳ, nhưng chỉ cần một ít thịt nữa thôi. Thế là một bà cũng suy nghĩ, tôi đang có một ít thịt đang làm.
rồi đem qua góp, góp, rồi một hồi lại thêm tuyệt vời, rồi lại cầm ít cà rốt. Cũng có người về lấy ít hành tây, ít muối, và cuối cùng là gia vị. Xong hết rồi, ông ấy tuyên bố nồi súp hoàn hảo, bây giờ mời quý vị vào bàn tiệc. Thì cái bà chủ nhà nói, tôi đâu có đủ tô chén. Thế là mỗi người đều nói, tụi tôi về lấy. Thế là mỗi người về lấy cái tô với cái thìa. Hôm đó mọi người ăn uống ở nhà của cái bà đó rất sung sướng, vui vẻ và kháo với nhau rằng đây là lần đầu tiên chúng ta ăn chung với nhau, góp chung với nhau. Thật là vui, ước gì có được mãi mãi, ước gì có được cục đá đó để mà mình nấu. Họ tìm lại cái ông đó để xin bẻ miếng đá ra thì ông ấy biến đâu mất rồi. Và tới cái nồi quậy quậy thì không thấy đá, ông ấy vớt ra ông đi mất. Câu chuyện nó hư cấu, nhưng mà phải hiểu rằng mọi người vui vẻ tại sao? Thứ nhất, có phần của họ trong đó. Thứ hai, có sự quảng đại của mỗi người để đóng góp mà không tiếc. Nhưng cái điều quan trọng là cái người khách lạ đó đã biết khêu gợi hay kêu gọi hay kích thích lòng người để mọi người hy sinh một tí. Có lẽ bài học đó áp dụng cho phép lạ hôm nay thì nó thiết thực hơn. Cho nên theo tôi rút được bài học, ba bài học. Bài học thứ nhất, Thiên Chúa luôn luôn mời chúng ta cộng tác trong việc đẽo gọt đứa con để trở thành một kiệt tác của tình yêu. Chúa không làm hết, mà Chúa mời cha, mẹ, họ hàng, anh chị cộng tác. Chúa không có tay để làm. Cho nên bà mẹ Teresa nói, chúng ta hãy là cánh tay của Chúa, là cái miệng của Chúa, là đôi mắt của Chúa. Chúa luôn luôn mời chúng ta cộng tác, kể cả việc cứu rỗi linh hồn, Chúa cũng mời chúng ta cộng tác. Bài học thứ hai tôi học về, đây có cha Điệp, cha biết nhiều về chữ Hán Việt, chữ Hoa. Tôi thấy muốn làm việc nghĩa, tôi ngồi tôi xem lại cái chữ nghĩa của tiếng Hoa, nó có chữ Mỹ ở trên và chữ ngã là con người mình nằm ở dưới chữ Mỹ. Tức là thấy việc đó tốt lành, đẹp thì đặt mình bên dưới mà phục vụ, không tính công. Lúc đó mới gọi là việc nghĩa. Nó ghép hai chữ rồi rất có ý nghĩa. Nhưng mà nếu mà mình làm mà để cho mình được đẹp, được kể công thì không còn là việc nghĩa. Đó, bài học nằm ở đó. Như qua câu chuyện vui hồi nãy, mỗi người quên cái phần của mình để làm cho cái nồi súp mà ông khách muốn nó hoàn hảo đó, nó chỉ cần thiếu có một chi tiết thôi. Mà ông không thấy bà thì hết. Ông cứ nói từ từ tới hồi rồi nó đầy đồ, từ nước sôi mà ra đủ thứ súp. Bài học thứ hai, hãy làm việc nghĩa, xin đừng coi cá nhân mình là quan trọng. Bài học thứ ba, là người lãnh đạo giỏi, là người biết khéo kết hợp và mời gọi người khác cộng tác, chứ không phải mình ra cái tài của mình. Cái tài nó nằm ở đó. Tôi nghĩ người cha trong gia đình chẳng hạn là người biết kêu gọi mấy đứa con cộng tác với mẹ, với vợ mình. Tôi nghĩ một người đoàn trưởng của một hội đoàn giỏi khi nào cả đoàn đều đồng tâm nhất trí đoàn kết. Phải chú ý khía cạnh đó nhiều hơn những khía cạnh, những kết quả bề ngoài. Nhìn thấy một gia đình đầm ấm yêu thương nhau thì thứ nhất tạ ơn Chúa, người này có, nhà này có một thuyền trưởng giỏi. Do đó tôi xin kết luận, qua phép lạ hôm nay, xin Chúa làm phép lạ bên trong, vì phép lạ bên trong quan trọng hơn phép lạ bên ngoài. Mà vì yếu đuối của con người, chúng ta cứ xin những điều bên ngoài mà quên xin Chúa biến đổi con bên trong. Lời nguyện đầu lễ có chữ xin Chúa đổi mới chúng con. Sự biến đổi là cái gì cần thiết nhưng rất khó thực hiện.
Người ta nói con đường ngắn nhất là từ óc tới tim, nhưng cũng là con đường xa nhất khi mình nhận ra rồi mà mình không muốn làm. Rồi con đường ngắn nhất cũng là từ tim tới tay, nhưng mà cũng là con đường xa nhất, là vì biết, ý thức được điều đó cần làm nhưng tay không làm. Xin Chúa ban cho cộng đoàn chúng ta trong từng mỗi gia đình có sự đoàn kết yêu thương nhau. Nhất là trong cộng đoàn có sự đoàn kết yêu thương nhau, đó là phép lạ. Xin dâng lên Chúa thánh lễ này, xin ban cho mỗi người chúng con được thay đổi bên trong. Và không ai nhận ra, chỉ có chính chúng con nhận ra và cảm tạ Chúa mà thôi.